Thưa quý vị, mặc dù chỉ mới đầu tháng 12, song nhiều người dân Đà Nẵng đã bắt đầu đón Giáng sinh sớm. Các cửa hàng và siêu thị trên địa bàn đã ngập tràn không khí Giáng sinh với hàng hóa Giáng sinh đa dạng về mẫu mã, màu sắc, chủng loại và giá cả, thu hút nhiều người dân đến mua sắm để trang hoàng cho ngôi nhà và nơi kinh doanh của mình thêm phần bắt mắt hơn. Tuyến đường Hùng Vương, Hoàng Diệu là nơi tập trung nhiều cửa hàng bày bán đồ trang trí Giáng sinh. Ghi nhận tại cửa hàng đồ trang trí Hường Khôi nằm trên đường Hoàng Diệu. Đây là địa điểm mua đồ trang trí Giáng sinh quen thuộc và ưa chuộng của người dân thành phố. Vì không chỉ có những hàng ngoại nhập về, mà ở đây còn chuyên hàng Giáng sinh handmade được cửa hàng đầu tư về mẫu mã và chất lượng. Chủ cửa hàng cho biết năm nay mở bán từ đầu tháng 11 do ảnh hưởng của dịch bệnh nên không có khách từ nhà hàng, khách sạn, nhưng lại được nhiều khách lẻ đến mua. Theo đó, để chia sẻ với người dân, cửa hàng này đảm bảo không tăng giá, giữ nguyên giá cũ. Năm nay, cây thông mini với mức giá dao động từ 80.000 đồng đến 300.000 đồng được nhiều người lựa chọn. Nhưng mà riêng cái năm này, mức sắm nó chậm, chậm nhưng mà lại nhiều. Nhiều là vì sao? Bởi vì là ai cũng một thời gian, cũng có mùa dịch, họ quá tội đi. Họ không thu nhập cái gì hết. Cho nên là ai có mặt bằng, họ kinh doanh cái gì á. Ví dụ shop áo quần hay là về làm tóc mà người ta cũng vẫn cố gắng để có đến mua những cái gì đó. Nó gọi là cái không khí để nó trở lại sau cái dịch, để người ta níu kéo lại cái lượng khách. Chứ thực chất ra người ta mua ít nhưng mà lượng mua lại nhiều. Còn tại các siêu thị, năm nay đồ trang trí Giáng sinh về nhiều mẫu mã đẹp mắt, có thể đáp ứng nhu cầu từ bình dân đến cao cấp của khách hàng. Tại siêu thị Lotte Mart, đa dạng mẫu mã hơn mọi năm và liên tục cập nhật những mẫu mới cho khách hàng. Hiện siêu thị đang giảm giá các mặt hàng Giáng sinh lên đến 30%. Theo đó, cây thông từ 90cm đến 3m có mức giá khoảng 268.000 đồng đến hơn 2.300.000 đồng. Thông tuyết loại 90cm đến 1,5m có mức giá 475.000 đồng đến gần 1 triệu đồng. Cây thông mini khoảng 83.000 đồng đến 140.000 đồng. Đồ trang trí thấp nhất từ 38.000 đồng đến cao nhất là 400.000 đồng trọn bộ. Ở bên mình thì trưng bày hàng và bán hàng từ đầu tháng 11 nên là chủ yếu là khách nước ngoài, khách doanh nghiệp và công ty. Khách hàng cá nhân thì chắc là tầm khoảng ngày 10 tháng 12 thì sẽ bắt đầu nhộn nhịp hơn. Thường thì khách hàng sẽ chọn mua những cây thông tầm là khoảng 1m2 đến 1m6 là chủ yếu đối với khách hàng cá nhân. Còn khách công ty thì khách sẽ chọn cây từ 2m trở lên. Ngoài ra là còn thêm các vật dụng để trang trí cây thông như là quả lục lạc hay là các hình thủ của ông già Noel. Có thể thấy, dù ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng thị trường hàng Giáng sinh năm nay tại Đà Nẵng vẫn khá nhộn nhịp và đa dạng. Nhiều người dân cũng ngại ra đường chơi Noel như mọi năm, nên đi mua sắm hàng Giáng sinh sớm để có thể cùng gia đình đón mùa Giáng sinh ấm áp và an lành tại nhà.